Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn với kênh YouTube của Càng Long Mobi.com. Thì trước khi vào video mới, các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé. Kênh của mình thường xuyên review các sản phẩm về đắc nghe nhạc, music server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt bộ chuyển quang cho sen thật và bộ chuyển quang cho sen fake. Xuất phát từ một cái vấn đề, đó là mình cảm thấy có rất nhiều người bán bộ chuyển quang cho sen này giá thấp hơn cả giá mình nhập cơ. Đó, đây là mình cũng không rõ là tại sao mà họ lại có giá tốt như vậy mà mình lại không có được cái giá tốt. Đó, nhiều anh em cũng gọi điện hỏi cho mình và tại sao mình lại bán đắt như vậy. Đấy, thế là mình mới đánh liều mua một bộ chuyển quang cho sen ở trên mạng về, và mình vừa cầm trên tay là mình đã biết hàng fake luôn. Đó, các bạn nhìn trên video thì các bạn có thể đoán được đâu là hàng thật, đâu là hàng fake không ạ? Bên phải là thật hay là bên trái là thật? Đó, nếu mà các bạn chưa dùng bộ chuyển quang cho sen bao giờ thì bạn không thể phân biệt được. Nhưng với người bán như mình ấy, thì mình cầm phát mình biết ngay, chỉ cần nhìn màu sắc mình cũng biết luôn. Đó, thì đây là hai bộ chuyển quang cho sen nhé. Đó, thì mình nói luôn, bên phải là thật, bên trái là fake. Đó, các bạn nhìn cảm quan trước bên ngoài nhé. Đó, các bạn nhận ra cái điều gì không? Nếu bạn nhìn như này thì không nhận ra điều gì cả. Đó, còn với người bán như mình thì mình nhận ra ngay. Các bạn nhìn thấy rõ nhất là khác biệt về màu sắc. Đó, các bạn nhìn thấy màu bên này nhìn nó sáng sủa hơn, màu bên này thì nó đậm hơn và có phần hơi tối, đúng không? Đó. Và thứ hai là chất liệu làm vỏ hộp nhé. Các bạn nhìn bên thật ấy, bên thật là mỗi cái một cái này này là nó đóng trong một túi bóng riêng để tránh xây xước. Đó, còn bên trái này nó đóng trong một cái thùng to, nó đổ hồ lốn vào nhau. Và chất liệu của cái vỏ hộp này nó cũng tốt hơn cái vỏ hộp bên này. Đấy, các bạn nhìn cái khuôn định hình dập ấy, cái này nó rất rõ ràng, sắc nét này. Cái này bị đè lên nhau nhiều quá và nó rất là mỏng, mỏng hơn rất nhiều. Cái này thì dày hơn. Đấy, các bạn nhìn này, cái này mỏng hơn. Này, bóp xuống co rúm lại nhé, nhìn này. Cái này bóp xuống này, đó. Khác biệt nhau không? Đó, cái này nó rất dễ bị rúm tại vì cái chất liệu vỏ nó mỏng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra xem cho anh em xem nhé. Mở bên thật trước này. Đó. Cái bóng kính thì nó cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà sẽ khác nhau ở những cái phần này. Đó. Đây. Thì như mình nói, vỏ hộp ấy, vỏ hộp bên fake này này, nó tạo hình không chuẩn, nên gắn cái này vào còn khó cơ. Mình đã thử mấy cái rồi, gắn vào rất là khó luôn. Đó. Không khớp. Đó, nhìn chưa? Còn bên này nó rất là sắc nét, đúng không anh em? Đấy. Hai cái nó rất là vừa khuôn vừa vặn. Đó. Thì trước tiên là mình nói đến cái bộ chuyển quang nhé. Đấy, anh em nhìn này, hai cái màu sắc khác biệt nhau không? Và anh em nhận ra cái gì khác biệt không? Đó là nó ngược nhau, kết nối ngược nhau. Đó. In ngược nhé. Cái này nó phải in xoay ngược lại thì mới đúng. Còn cái hãng này, chữ cho sen này, hai cái trên đầu này. Cái này có một cái. Đó, đây đầu ra, đây đầu vào. Còn cái này thì in ngược lại. Đấy, các bạn nhìn thấy điểm khác biệt đầu tiên mà các bạn có thể phân biệt. Hàng hãng này. Đó, hàng hãng này. Đầu ra là chữ đọc xuôi, xuôi theo đầu ra này, nhìn thấy chưa? Đó, hàng fake này. Đó. Và cái thứ hai là các bạn nhìn cái logo chữ nhé. Các bạn nhìn chưa? Đây bên hàng fake này các bạn nhìn này. Các cái này nó không thành hình tròn. Đó, còn đây nó hình tròn và chữ dấu cộng ở giữa nó rất là sắc nét. Còn chữ cộng bên này các bạn nhìn này, to nhỏ khác nhau nhé, litality nhé. Đó. Các bạn nhìn chưa? Và tiếp theo là chữ L ở đây. Với chữ A, ba chữ này gần gần nhau nhưng ở đây chữ L nó cao hẳn lên cơ mà, đúng không? Đó, tiếp theo phần dưới này, các bạn nhìn nhé. Bên này nó in rất là sắc nét, còn bên này các bạn nhìn này, các nét nó không đều, to nhỏ không đều nhé. Nhìn chữ convert này, audio convert này, audio convert này. Chữ bên fake này thì nó nhỏ hơn. Đó, còn chữ bên này nó rất là to, rõ ràng và đậm. Các bạn nhìn chưa? Nhìn kỹ nhé, hai chữ này khác biệt nhau không? Đó là vì lý do vì sao mà các bạn mua thấy bộ chuyển quang cho sen trên mạng rất nhiều giá và có nhiều người mua rất là rẻ. Có người gọi hẳn cho mình mà em thấy trên mạng bán có 150, sao anh bán đến tận 250? Đó, ôi dồi ôi, thì anh cứ nhìn là biết ngay mà, đúng không? Đó. Đây. Tiếp theo nha. Chữ Made in China này. Made in China này. Hàng thật thì nó gần mép hơn, còn hình hãng hàng thật nó gần mép này, còn hàng fake nó cao hơn. Đó. Và cái G nhé, đây bạn cảm được những cái G này nó không, nó hơi nhô lên cao quá. Đó, nhìn này.
so sánh này cho nó biết này. Đó. Đó. Nhìn nhá, đảo ngược lại lại này, nhìn tiếp này. Đó. À, hàng thật thì nó in khắc chì bên dưới nhé, và cảm giác nó rất là sắc nét, đúng không? Các bạn nhìn hàng sắc nét không? Đó. Và phông chữ nó rất là đều, phông chữ rất là đều. Còn bên này thì mình cảm tưởng phông chữ nó to nhỏ khác nhau ấy. Đó. Đấy. Nhìn thấy chưa? Còn các cái cổng kết nối này thì nó xêm xêm nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Đó. Đấy, các cổng kết nối nó tương tự nhau này. Đây các bạn nhìn thấy chữ R bên hàng xịn này, chữ R rõ nét này, chữ L R bên này này, chân to chân bé này, nhìn chưa? Đó. Đó, đây là về bộ chuyển quan trung tâm nhé. Thì mình sẽ có một cái video mình sẽ mở nó ra xem cho anh em xem này nhé. Mình sẽ có một video mở bên trong ra xem nó khác nhau như thế nào nhé. Đó. Thì tiếp theo là đến phần dây nhé. Phần dây này. Đó. Dây xịn với dây fake nó khác nhau nào này. Đó. À, dây fake thì nó buộc, buộc dây đây nhé, còn dây xịn thì nó không buộc nhé. Anh em nhìn thấy cái đầu cắm USB nó đã khác nhau rồi. Đó, anh em nhìn chưa? Và nhìn tiếp cái logo phông chữ nhé. Để mình lấy nét đấy. Đó, phía trên là hàng xịn, phía dưới là hàng fake nha. Anh em nhìn chữ L của hàng fake à, cao bằng chữ A. Đúng chưa? Và chữ E của hàng fake này to hơn chữ A. Đó, nhìn logo này, chữ E này to hơn hàng chữ A. Còn phía bên trên thì chữ L cao hơn chữ E với chữ A, đây bằng nhau. Đấy, nhìn chưa? Đó. Và mặc dù rất nhỏ nhưng cái logo này nó nhìn rõ dấu cộng, còn cái logo này thì không. Đó. Và phần chuôi nhé. Chuôi thì cảm tưởng như hàng fake người ta chăm chú hơn hàng xịn. Đó. Chỗ có cả chỗ cầm nắm ở đây nữa, cái này thì không. Đó. Và mặt đằng sau này. Mặt đằng sau này. Hàng xịn thì nó có logo của cổng USB, còn hàng fake thì không có. Đó, nhìn thấy chưa? Đó. Còn khu vực bên trong này mình nghĩ là nó cũng như nhau thôi, tại vì cái dây này nó cũng rẻ mà nó cũng chả đắt, nên là cái dây này có khả năng là hai cái nó sẽ có chất lượng tương đương, nên anh em không cần phải lo lắng. Quan trọng là cái cục chuyển đổi kia thôi. Đấy. À, hàng fake thì nó có tay cầm nữa. À, có cái đoạn dưới này này, bảo vệ dây này. Đó. Hàng xịn thì không có. À, nếu mà anh em nhìn, không biết anh em có nhận ra không, nhưng mà hàng xịn cái nước sơn này nó bóng hơn. Hàng fake thì nó cảm giác nó không được mượt cho lắm. Đó. Nhưng mà về cái phần bảo vệ đầu thì có vẻ hàng fake người ta làm tốt hơn ấy. Đó. Nhưng mà chất lượng nó nằm ở phần này cơ. Đó. Ok, đó là phân biệt về cái dây nhé. Đấy, thì qua đây thì anh em cũng có thể nào hiểu được cái vấn đề vì sao mà cái giá bộ chuyển quan cho sen ở trên mạng nó khác nhau rồi, đúng không? Đó. Đó, bên trái là xịn, bên phải là fake. Đó, nhìn logo phát nhận ra luôn. Đó. Một vấn đề khá là đau đầu với anh em, thì anh em lưu ý nha, là mình có đặt link mua hàng ở trong phần mô tả. Mua tại cửa hàng mình thì chắc 100% là anh em sẽ nhận được hàng xịn, không bao giờ có hàng fake luôn. Đó, thì đây là cái video chia sẻ tại cửa hàng longmobi.com. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình theo số hotline trên video, hoặc là đặt hàng trong link mô tả. Và lưu ý nha là Shopee và Lazada thì không cho mở hàng ra kiểm tra. Còn sen đỏ được mở hàng ra kiểm tra nhưng không được thử. Hàng này cửa hàng mình bảo hành 12 tháng 1 đổi 1, lỗi 1 đổi 1 luôn anh em nhé. Trong 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Đó, hàng hãng mình không ngại vấn đề bảo hành đâu. Đó, thì anh em thấy video này hay hãy like và subscribe chia sẻ cho mọi người nhé, để mọi người tránh phải hàng fake. Thì hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.